Thúy Quyên và Đào Duy mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, hôm nay toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta long trọng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2020. Đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, làm nên những chiến công hiển hách trong trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam. Bao giờ cũng thế, ở đâu khó khăn, ở đó có quân đội. Sự hy sinh của họ càng chứng tỏ truyền thống không bao giờ thay đổi của Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân đội của Bác Hồ, quân đội của nhân dân. Và 11 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế. 5 ngày sau đó, 22 cán bộ chiến sĩ thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, quân khu 4 hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tiếp tục là minh chứng sống động cho hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, không ngại gian khổ, thực hiện sứ mệnh vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà hy sinh. Thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến những người đã hy sinh một phần xương máu và cả tính mạng của mình vì độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Và cũng xin được gửi lời chúc sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc đến những người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam và gia đình của các anh. Trở lại với chương trình hôm nay, mời quý vị hãy cùng điểm qua những thông tin nổi bật đáng chú ý sau đây. Đắk Lắk, đông bạn tử vong chỉ vì một chiếc điện thoại. Chuyên mục nóng trên mặt báo, bãi rác gang thép Thái Nguyên, một tội ác cần nghiêm trị. Dừng toàn bộ hoạt động công ty đòi nợ ở thành phố Hồ Chí Minh. Đưa không khí Giáng sinh cả thế giới về nhà. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 12, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng với Công an phường 10, cùng với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ trường hợp một đối tượng đã đột nhập vào công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Nam Anh ở số 4 đường ấp Bắc, phường 10, thành phố Mỹ Tho và lấy đi nhiều tài sản, đồng thời truy bắt nghi phạm này. Vào khoảng 0 giờ ngày 21 tháng 12, một đối tượng trùm đầu che kính mặt đã cắt mái tôn và trổ la phong trần nhà của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Nam Anh ở số 4 đường ấp Bắc, phường 10, thành phố Mỹ Tho. Tiếp đó, đối tượng này thả một sợi dây có cột nhiều vòng sắt để dễ dàng đu từ trên trần nhà xuống đất. Tại đây, đối tượng này đã lấy đi một két sắt bên trong có chứa tiền ở quầy thu ngân và một xe tay ga của cửa hàng. Sau khi lấy được nhiều tài sản, đối tượng này bấm cửa cuốn ở cửa sau lên rồi dùng xe chở tủ sắt nhanh chóng tàu thoát khỏi hiện trường. Ngoài ra, trước khi đi, đối tượng này cũng gỡ lấy đi một đầu thu camera an ninh ở khu vực dịch vụ tại khu vực cửa sau. Vụ việc được người dân phát hiện nên thông báo đến bảo vệ đang trực ở phía cửa trước, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Sáng ngày 22 tháng 12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Dương Tiến Quang, 18 tuổi, để điều tra về hành vi dùng dao đâm bạn tử vong chỉ vì một chiếc điện thoại. Nạn nhân trong vụ án này là anh Trần Hữu Tú, 24 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Cờ Rông Năng. Theo kết quả điều tra, trước đó Tú có mượn của Quang một chiếc điện thoại di động, rồi mang đi cầm cố ở một tiệm điện thoại trên địa bàn xã. Khoảng 11 giờ ngày 25 tháng 4, Quang điều khiển xe máy đi tìm Tú, rồi cả hai chở nhau đi chuộc điện thoại để trả lại cho Quang. Tuy nhiên, khi đến nơi, thì chủ tiệm điện thoại đi vắng, nên cả hai phải ở lại để chờ. Chờ đến khoảng 12 giờ cùng ngày, thì giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau. Lúc này vì bực tức nên Quang đã rút một con dao từ trong túi, rồi đâm anh Tú hai nhát vào người. Thế vậy, người dân gần đó đã vào can ngăn và đưa anh Tú đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Tuy nhiên, 9 ngày sau thì anh Tú đã tử vong. Tại bản kết luận pháp y, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Tú là do các vết thương bị Quang đâm trước đó. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Huỳnh Thị Bích Hạnh, sinh năm 1990, ngụ tại phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi giết người. Đối tượng này đã đâm trọng thương bạn nhậu trong phòng karaoke. Theo kết quả điều tra ban đầu, Hạnh có em gái tên Huỳnh Thị Thúy Kiều, sinh năm 1999, là bạn gái của Huỳnh Quốc Việt, sinh năm 1998. Biết Việt là đối tượng mới đi cai nghiện về, nên Hạnh ngăn cản không cho quen, nhưng hai người vẫn thường xuyên gặp nhau. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12, Hạnh cùng Việt, Kiều và Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1995, đến quán karaoke trên đường Phạm Cự Lượng, thành phố Long Xuyên để hát và uống bia.
biết Sơn cũng đang có tình cảm yêu đương với Kiều, nên Việt và Sơn xảy ra hiềm khích. Lúc này Hạnh nói với Việt rằng, mày muốn làm em rể tao thì mày ăn một cái ly. Sau đó Hạnh cầm ly thủy tinh đập vào đầu Việt làm nạn nhân bị chảy máu. Việt không đánh trả lại Hạnh mà cầm ly thủy tinh đập vào đầu Sơn. Thấy vậy Hạnh lấy ra một con dao bấm đâm trúng vùng ngực của Việt. Sau đó Việt được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Còn Hạnh chưa kịp tẩu thoát thì bị lực lượng công an phường Mỹ Phước đến bắt giữ cùng con dao gây án. Một vụ việc hết sức đau lòng vừa xảy ra tại bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 21 tháng 12. Thưa quý vị, nữ sinh vào nhà vệ sinh rồi sinh con, nhưng cô này lại làm một hành động vô cùng dã man, mất nhân tính đối với đứa bé vô tội mà mình vừa dứt ruột đẻ ra. Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến của vụ việc. Vụ việc vừa xảy ra vào chiều ngày 21 tháng 12 tại bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nữ sinh 18 tuổi quê ở Bình Thuận nhập viện vào ngày 20 tháng 12, rồi đi vào nhà vệ sinh ngay mà chưa đăng ký thăm khám. Sau đó, nữ sinh hạ sinh một bé trai tại đây, nhưng cô này đã nhẫn tâm vứt bé vào thùng rác ở nhà vệ sinh. Đến khoảng 7 giờ 40 phút sáng cùng ngày, nhân viên dọn vệ sinh nghe tiếng trẻ khóc trong thùng rác, nên thông báo cho nhân viên y tế đưa đến khoa sản. Bé trai dây rốn bị đứt một phần, không chảy máu, khóc to, hồng hào và cân nặng 3kg. Các nhân viên y tế đã tiến hành cắt rốn, lau khô, ủ ấm bé rồi chuyển sang khoa hồi sức nhi điều trị tiếp. Nữ sinh này cũng đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện sau khi phát hiện vụ việc. Hiện tại, sức khỏe của sản phụ và bé đều ổn định, đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện. Khi nói về vụ việc, nữ sinh khai không biết mình mang thai, tưởng là viêm ruột thừa nên vào bệnh viện thăm khám. Lúc đau bụng nên vào nhà vệ sinh, lúc rặn thì sinh rớt. Hoảng quá, nữ sinh bỏ bé vào thùng rác rồi ra ngoài. Nhiều người thấy nữ sinh chảy máu nên đưa vào khoa sản. Thưa quý vị, tình trạng học sinh, sinh viên quan hệ tình dục có thai ngoài ý muốn, tự sinh con rồi vứt bỏ hiện đang là câu chuyện đạo đức gây bức xúc trong dư luận. Hành vi bỏ con quá dã man này một lần nữa cho thấy giới trẻ vẫn chưa thực sự được giáo dục đầy đủ để hiểu hậu quả nguy hiểm của hành vi do mình gây ra. Với thực trạng trên, rất mong có sự giáo dục sâu sát và chia sẻ từ phía nhà trường cũng như là gia đình để không còn những sự việc đau lòng tương tự như vậy xảy ra. Thưa quý vị, câu chuyện của chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay là về đại án gang thép Thái Nguyên. Theo thông tin từ báo chí, ngày 20 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên Tisco và một số đơn vị có liên quan. Đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 19 bị can. Đây là một trong những đại án về kinh tế được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng xếp vào diện theo dõi và chỉ đạo. Với 19 bị can bị truy tố, dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty gang thép Thái Nguyên đã trở thành một bãi rác ngàn tỷ đồng đúng nghĩa. 19 bị can bị đề nghị truy tố về một trong hai tội: vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tất cả những người này đều là cựu lãnh đạo Tisco và Tổng Công ty Thép Việt Nam VNS, trong đó có Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNS, Đậu Văn Hùng, cựu Tổng Giám đốc VNS, Trần Trọng Mừng, cựu Tổng Giám đốc Tisco, Trần Văn Khâm, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Tisco. Dự án ban đầu có tổng mức đầu tư được phê duyệt là hơn 3.800 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu xây dựng là Tập đoàn Khoa học Công nghệ và Thương mại Luyện Kim Trung Quốc MCC năm 2007 với giá trị hợp đồng trọn gói hơn 160 triệu đô la Mỹ, hơn 3.500 tỷ đồng. Năm 2012, ông Trần Văn Khâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Tisco, người đại diện vốn chính của VNS tại Tisco, ký văn bản gửi VNS xin ý kiến chấp thuận, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên 8.100 tỷ đồng. Ông Mai Văn Tinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNS, bị cáo buộc nhận thức rõ hợp đồng trọn gói này không được điều chỉnh giá, không thuộc trường hợp điều chỉnh theo thông tư của Bộ Xây dựng. Việc điều chỉnh là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, ông đề nghị kéo dài thời gian và tăng giá hợp đồng ETC thêm trên 138 triệu đô la Mỹ mà không có cơ sở. Ông chỉ đạo các bộ phận phòng ban tại VNS Tisco tổ chức đàm phán với nhà thầu và chỉ đạo cán bộ cấp dưới soạn thảo để ký các văn bản điều chỉnh báo cáo, đề nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng cho điều chỉnh chi phí dự toán phần C, điều chỉnh hợp đồng ETC tăng thêm 15,57 triệu đô la Mỹ, hơn 340 tỷ đồng. Kết luận điều tra nêu rõ,
Đây là nguyên nhân dẫn đến Tisco không kiểm soát được chi phí đầu tư vào dự án, không ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu về tiến độ, giá trị hợp đồng, làm dự án phải dừng thi công, gây thất thoát lãng phí trên 830 tỷ đồng. Về phía ban quản lý dự án, trách nhiệm của họ là hầu như không có trách nhiệm gì. Và hơn nữa, họ còn điều hành kỳ cục khó hiểu ở chỗ, sẵn sàng thanh toán cho MCC tổng thầu Trung Quốc trên 92% giá trị hợp đồng, nhưng các hạng mục của dự án đều chưa hoàn thành. Nói nôm na, họ quản lý theo kiểu dễ dãi, đem tiền ngân sách ra trao cho phía tổng thầu để đổi về một công trình dở dang không thể hoàn thành. Ở vào thời điểm năm 2019, sau 6 năm công trình tạm dừng để phơi thiết bị ngoài mưa nắng tới mức hoen rỉ, các lãnh đạo của ban quản lý dự án ước tính phải cần thêm hơn 2.000 tỷ đồng mới có thể tái khởi động dự án này. Vâng, đó là những con số ai nghe cũng thấy choáng váng và xót xa. Cứ nhắc đến dự án mở rộng giai đoạn 2, công ty gang thép Thái Nguyên, nhiều người trong chúng ta lại thấy chua chát, xót xa cho tiền ngân sách lãng phí vì công trình này đến nay thực sự đang tồn tại dưới dạng một bãi rác ngàn tỷ. Các thiết bị đắp chiếu nằm phơi mưa phơi nắng, không thể đưa vào sử dụng và đã trở thành một đống sắt vụn. Và còn biết bao nhiêu người nghèo cần giúp đỡ, còn biết bao nhiêu công trình cấp thiết như là phục vụ dân sinh, phát triển giao thông, trường học, bệnh viện cần đầu tư. Ấy thế nhưng chỉ một dự án như gang thép Thái Nguyên thì bao nhiêu ngàn tỷ đồng đã bị chôn vùi trong đống sắt hoang rỉ và phơi mưa phơi nắng. Đó là một tội ác của những kẻ điều hành dự án mà đến nay đã chính thức bị khởi tố. Những kẻ có tội phải trả giá cho sai lầm của họ, nhưng còn tiền vốn, nguồn lực của đất nước thì sẽ không thể lấy lại từ những bãi rác ngàn tỷ này. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay là những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, trước tình hình bão số 14 có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển Cà Mau, các lực lượng phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống bão, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho các phương tiện đang khai thác thủy sản trên biển. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, hiện toàn tỉnh có gần 1.700 phương tiện đang hoạt động trên biển, trong đó có hơn 1.370 phương tiện hoạt động xa bờ. Các lực lượng chức năng đã liên lạc được tất cả các chủ phương tiện để thông báo về tình hình diễn biến của bão số 14, nhằm giúp bà con ngư dân chủ động phòng tránh. Trước tình hình bão số 14 có khả năng ảnh hưởng tới vùng biển Cà Mau, thì phía đơn vị có kết hợp với các ngành chức năng ở địa phương tuyên truyền cho bà con đối với những cái phương tiện còn đang hoạt động ở trên biển về cái hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão để bà con có cái chủ động trong cái biện pháp phòng tránh. Tỉnh Cà Mau khuyến cáo bà con ngư dân đang theo dõi sát tình hình diễn biến của bão số 14, chủ động sẵn sàng ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Trong đó, đối với các chủ phương tiện khai thác thủy sản đang hoạt động trên biển, cũng nâng cao ý thức phòng tránh bão số 14, thường xuyên theo dõi, cập nhật tin tức về đường đi của bão và khu vực nguy hiểm để có biện pháp bảo vệ an toàn cho phương tiện mình. Thì hàng ngày mình cứ theo dõi và cho ghe để cho nó nắm bắt cái tình hình nguy hiểm và an toàn để nó làm. Hiện tại thì ghe đang làm trên biển cũng gần Thủ Chu chứ không xa. Nếu tình huống xấu thì cho nó hay nó vô Thủ Chu núp bão hoặc là chạy thẳng vào bờ. Trang bị rừng diện bà đủ gian thiết bị, áo phao, áo cứu sinh này kia đầy đủ hết. Trước khi bay biển hoạt động? Dạ, bay biển hoạt động thì nếu gặp bão thì mình phải tìm nơi trú ẩn để lánh xa bão. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, trước diễn biến phức tạp của bão số 14 đang di chuyển trên Biển Đông, đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường sử dụng hệ thống thông tin liên lạc, phối hợp với địa phương và các chủ phương tiện, thông báo cho ngư dân đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, ứng phó đảm bảo an toàn. Một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để ngăn chặn hoạt động tín dụng đen, biến tướng hoạt động đòi nợ thuê, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý hoạt động tín dụng đen tại thành phố. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang có 53 công ty có chức năng đòi nợ thuê hoạt động. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, việc cho phép nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ hoạt động hợp pháp vô tình là kẽ hở để một số đối tượng nấp bóng đầu tư và các đối tượng hình sự, các băng nhóm tại địa phương gây phức tạp về an ninh trật tự. Thực hiện quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ trong luật đầu tư sửa đổi đã được Quốc hội thông qua. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, thành phố sẽ thu hồi giấy phép tất cả 53 công ty đòi nợ. Thu hồi giấy cấp về an ninh trật tự
đối với lực lượng, đối với lại các công ty đòi nợ thuê và đề nghị giải tán ngay, không mà thực hiện dưới vấn đề là núp bóng nhiều thành phần xã hội và thực hiện gây mất an ninh trật tự rất nhiều trong cái thời gian vừa qua. Trước tình hình hoạt động cho vay nặng lãi diễn biến phức tạp như tín dụng đen qua app, qua mạng xã hội, có sự tham gia tổ chức của các đối tượng người nước ngoài, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý, triệt phá các đường dây đối tượng tội phạm để đảm bảo trật tự xã hội và cuộc sống bình yên cho người dân. Tin quốc tế gây chú ý. Mới đây, các chuyên gia đã tìm thấy một hiện vật quý hiếm từ thời Thế chiến thứ 2 tại vùng đáy vịnh Genting của Đông Bắc nước Đức. Đó chính là một cỗ máy mật mã Enigma. Đây vốn là thiết bị được quân Đức quốc xã sử dụng để ngăn chặn quân đồng minh nắm bắt các thông điệp quân sự quan trọng và bí mật. Chiếc máy Enigma được phát hiện có 3 cánh quạt, là loại thường được sử dụng trên các tàu chiến. Thay vì các tàu U-Porter Đức, cỗ máy hiện đã được chuyển giao cho một bảo tàng khảo cổ học ở Schleswig. Enigma được coi là những chiếc máy huyền thoại, được sử dụng để mã hóa các thông điệp về sự di chuyển của các đội quân và những thông tin quan trọng khác. Quân đồng minh đã mất nhiều năm nỗ lực cùng sự tham gia của nhiều chuyên gia mật mã, đặc biệt là nhà khoa học máy tính tiên phong Alan Turing mới có thể giải mã Enigma. Quân đội Đức đã được lệnh tiêu hủy toàn bộ các máy Enigma khi chiến tranh kết thúc. Tuy vậy, ước tính vẫn còn khoảng 250 chiếc máy này tồn tại đến ngày nay. Để chuẩn bị chào đón lễ Giáng sinh, một nhà sưu tập tại Bolivia đã dày công trang trí khắp ngôi nhà của mình với hàng trăm bức tượng về chủ đề Giáng sinh mà gia đình bà đã thu thập được trong nhiều năm qua từ khắp nơi trên thế giới. Trong suốt 30 năm, bà Marcela Roca de Hartmann đã tới nhiều nước để sưu tập những bức tượng với chủ đề Giáng sinh trong mỗi dịp Giáng sinh. Công việc sắp xếp số lượng tượng rất lớn này thường kéo dài trong nhiều ngày, gồm cả việc bài trí căn nhà, giống khung cảnh khi Chúa Giê-xu ra đời. Bà Marcela Roca de Hartmann cho biết, hàng năm bà đi du lịch rất nhiều và đến mỗi nơi bà lại mua rất nhiều loại tượng ở đó. Có những bức tượng từ Mozambique, Australia, New Zealand và rất nhiều bức tượng từ châu Âu. Bà Roca de Hartmann tin rằng các truyền thống Giáng sinh có thể mang đến sự yên bình cho những người đã mất đi người thân yêu và câu chuyện Chúa Giê-xu ra đời cũng để lại rất nhiều bài học cho tới tận ngày nay. Liên tục chương trình, chuyên mục Cà phê không đường, doanh nghiệp ráo riết tìm lao động thời vụ cuối năm. Tại Điện Biên, khởi tố phụ huynh vào nhà trường đánh học sinh. Tại Bình Phước, phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên ngọn cây. Chuyên mục Chuyện ngày mới, chuyện của người lính trẻ. Thưa quý vị và các bạn, năm nay Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng từ 5 đến 15% hàng hóa cung ứng cho mùa Tết. Do đó, ngay từ giữa năm, doanh nghiệp thực phẩm đã phải ráo riết tìm kiếm nhân công, nhất là nhân công thời vụ để phục vụ việc sản xuất. Càng đến cuối năm, thị trường lao động càng sôi động, nhưng để tìm được nhân lực phù hợp thì không phải dễ dàng. Phóng sự phản ánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với 7.500 tấn thực phẩm, trong đó có 5.300 tấn chế biến, phục vụ mùa Tết Tân Sửu. Vì vậy, doanh nghiệp này phải chủ động thời gian để sản xuất các mặt hàng, có hàng sử dụng dài. Riêng với những mặt hàng tươi sống và hàng sử dụng ngắn, phải sản xuất tập trung vào 45 ngày trước Tết. Do đó, phải tăng cường gấp rưỡi nhân lực với 3 ca làm việc liên tục. Dịp này, chúng tôi rất khó khăn trong vấn đề tuyển lao động. Bởi vì lao động này là lao động thời vụ, phục vụ cho cái cao điểm ngắn hạn của Tết. Do đó tuyển người lao động rất là khó. Đặc biệt cái đặc thù ở Ví Săn là phải có lao động tay nghề. Tương tự, doanh nghiệp này cũng có nhu cầu tuyển dụng thêm 30% nhân lực thì mới đáp ứng cho sản xuất Tết. Bên cạnh việc tìm kiếm qua các sàn giao dịch, các công ty cung ứng nhân lực, doanh nghiệp còn phải trưng dụng luôn lực lượng thực tập viên từ các trường đại học cao đẳng đến làm việc tại nhà máy. Vừa tăng ca vừa điều chỉnh sản xuất, doanh nghiệp nỗ lực để đạt tiến độ tung hàng. Ngoài cái việc mà chúng tôi chuyển dụng nguồn nhân lực cho chính mình thì chúng tôi phải nhờ qua các cái công ty dịch vụ lao động để họ tuyển giúp. Chúng tôi phải hợp lý hóa các cái dây chuyền sản xuất của mình. Trên đó đặc biệt là chúng tôi bố trí lại nguồn nhân lực vừa đủ để mà có thể sản xuất được. Theo đánh giá chung, nhu cầu nhân lực thời vụ của ngành thực phẩm năm nay tăng từ 30 đến 50% so với bình thường. Việc tuyển dụng lao động thời vụ cuối năm luôn khó khăn bởi thu nhập không cao.
không có các chế độ đãi ngộ đầy đủ như lao động chính thức. Lại thêm ảnh hưởng của dịch Covid-19, một lượng lớn lao động đã bỏ thành phố về quê, thu hẹp thị trường nhân lực. Tuy nhiên, việc nhiều ngành nghề khác vẫn chưa thực sự hồi phục đã giúp ngành thực phẩm bổ sung lao động cho nhà máy. So với các năm trước thì cái lao động thời vụ thì cũng rất là khó khăn vì các cái doanh nghiệp của ngành khác như nhau. Nhưng mà năm nay có một chút cái thuận lợi là vì khi sử dụng cái lao động thì có một số ngành người ta cũng không có sử dụng trọn vẹn cái lao động. Cho nên khi mình sử dụng cái lao động thời vụ thì mình cũng thu hút được một số các lao động đó về. Chúng tôi cũng mạnh dạng triển khai thêm đăng tuyển trên các cái kênh online. Nên về lực lượng lao động mà để chuẩn bị cái hàng phục vụ nhân cái dịp Tết đó, thì chúng tôi đã tương đối đầy đủ. Hiện nay chúng tôi vẫn tăng cường bổ sung do cái lượng sản xuất vào cái dịp Tết nó cũng có tăng lên đáng kể. Ở thời điểm này, các doanh nghiệp đang nỗ lực rất lớn để vừa sản xuất tốt vừa phòng dịch hiệu quả. Bởi lao động thời vụ cũng đem theo nhiều nguy cơ rủi ro, khó kiểm soát. Thị trường nhân lực dự kiến sẽ còn sôi động đến đầu năm sau. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những cập nhật nóng của chương trình. Thưa quý vị, chiều ngày 21 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo cung cấp và làm rõ thêm thông tin về vụ việc một học sinh lớp 6 bị hành hung ngay trong trường học. Trước đó, sáng ngày 9 tháng 12, cháu Nguyễn Quang Huy và Triệu Lệ Nhật Minh cùng học lớp 6A4, trường trung học cơ sở Tân Bình, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, có nảy sinh mâu thuẫn, xích mích. Sau khi tan học, cháu Huy có đấm vào mặt cháu Minh. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, phụ huynh cháu Minh là Triệu Ngọc Phương đã đến lớp 6A4 và hành hung cháu Huy. Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phạm Sĩ Quý, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tân Bình. Cùng ngày, Công an thành phố Điện Biên Phủ đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Triệu Ngọc Phương về hành vi cố ý gây thương tích. Hiện đối tượng Triệu Ngọc Phương đã bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Chiều tối 21 tháng 12, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp cùng với Công an huyện Đồng Phú và Công an xã Đồng Tâm đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ thi thể một người đàn ông được phát hiện đang phân hủy trên ngọn cây. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 15 phút chiều cùng ngày, bà Vũ Thị Vui, 61 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, ra phía sau vườn, cách nhà khoảng 300 mét để hái cà phê. Khi đang hái gần khu vực giáp ranh vườn điều, bà Vui nghe mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Bà liền tìm kiếm dưới đất, không phát hiện gì bất thường. Nhưng khi ngước lên ngọn cây điều, bà Vui hoảng hốt phát hiện thi thể một người đàn ông đang treo lơ lửng trên ngọn cây. Ngay sau đó, bà Vui đã trình báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, chưa rõ danh tính. Nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây trên ngọn cây điều, cách mặt đất khoảng gần 15 mét. Thi thể đang trong quá trình phân hủy. Người dân trong khu vực cho biết không có dấu hiệu bất thường tại địa phương. Rất có thể nạn nhân là một người ở địa phương khác. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng về việc chấn chỉnh vận tải du khách trái phép trên hồ Đan Kia từ ngày 15 tháng 12 đến nay, Công an huyện Lạc Dương đã mở 7 đợt tuần tra trên khu vực này, tạm giữ 2 cano hoạt động trái phép. Hiện tại, khu vực trên hồ Đan Kia, Suối Vàng chưa có phương tiện nào được cấp phép chở người di chuyển trên hồ. Qua tuần tra, Công an huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ cano cây thông cô đơn và cano gội đò. Các phương tiện hoạt động chui này sẽ bị công an tạm giữ 30 ngày và trình Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương xử phạt hành chính. Hồ Đăng Kia Suối Vàng là một thắng cảnh đẹp nổi tiếng của Lâm Đồng. Hàng ngày có rất nhiều du khách đến tham quan chụp hình, cắm trại dã ngoại. Do vậy, đã xảy ra tình trạng du lịch tự phát đưa khách du lịch tham quan dã ngoại bằng thuyền trên hồ chưa đảm bảo an toàn, gây nguy hiểm về tính mạng cho du khách và ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt của thành phố Đà Lạt được bơm từ hồ này. Quý vị thân mến, nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2020. Một lần nữa thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin được gửi lời tri ân sâu sắc tới những người đã hy sinh một phần xương máu và cả tính mạng của mình vì độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Và cũng xin được gửi lời chúc sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc tới những người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam và gia đình của các anh. Và thưa quý vị, ở thời điểm này thì nhiều công dân đang được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho đợt nhập ngũ đầu năm 2021. Thời gian vừa qua đã có rất nhiều bạn trẻ đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ và cũng không ít người cũng đã quyết định gắn bó với môi trường quân đội lâu dài.
Vâng, đúng là như vậy. Tuy nhiên trong suy nghĩ và tưởng tượng của giới trẻ thì việc đi lính thời nay như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe những ý kiến sau đây quý vị nha. Ở trong đấy là sẽ không được tự do và thoải mái, sẽ bị gò buộc hơn ở ngoài và rèn luyện nhiều thứ có vẻ là sẽ khắc nghiệt. Tôi chưa từng được trải nghiệm cuộc sống ở trong quân đội, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó là một cuộc sống cũng không phải quá khô khan lắm. Được là một tập thể chắc là vui vẻ. Thời xưa thì luôn trong tinh thần sẵn sàng là chiến đấu bất cứ lúc nào. Còn thời bình thì chỉ là vào chuẩn bị hành trang để sẵn sàng nếu như có chiến tranh xảy ra. Thưa quý vị, đó là những gì mà các bạn trẻ tưởng tượng và có lẽ cũng là suy nghĩ của không ít người về môi trường quân ngũ và những người lính thời nay. Vậy thực tế thì như thế nào? Mời quý vị cùng đến thăm Sư đoàn 325, Sư đoàn Bộ binh chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập vào năm 1951 để lắng nghe chia sẻ của những người lính trẻ ở đây. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm. Năm 2018, căn bệnh ung thư cũng đã cướp đi sinh mạng của người cha. Hai anh em sinh đôi Dương và Duy phải sớm gác lại việc học để phụ giúp ông bà. Với nguyện vọng hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, cuối năm 2019, cả hai đã quyết định xin phép gia đình và viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Những ngày đầu, nề nếp tác phong, việc huấn luyện trong môi trường quân đội khiến hai anh em không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng sau một năm, mọi thứ đã khác. Các đồng chí đồng đội giúp đỡ tôi thấy mình có sức khỏe, dẻo dai và tôi thấy mình chững chạc, trưởng thành hơn. Thức dậy từ lúc 5 giờ sáng, quá nửa thời gian của một ngày là dành cho học tập, rèn luyện, bất kể nắng mưa. Việc phải hành quân hàng chục km đường với ba lô nặng trĩu trên vai hay phải thức dậy vào lúc nửa đêm cũng đã không còn xa lạ. Nhưng chính những vất vả, khó khăn ấy đã giúp các chiến sĩ trẻ rèn luyện ý chí, quyết tâm vượt qua mọi rào cản, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và chúng tôi đã rèn luyện được tính cụ thể, tỉ mỉ, nhẫn nại, tinh thần đoàn kết trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Hơn thế nữa, chúng tôi còn rèn luyện được ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện được nề nếp, lối sống khoa học, tính tích cực, tự giác, được giáo dục và có tình thương yêu giúp đỡ đồng chí đồng đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thời gian tới thì bản thân luôn xác định và an tâm tư tưởng công tác, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Các quân nhân này sẽ được rèn luyện từ những cái nhỏ nhất so với đời sống bên ngoài, từ gấp chân màn này, sắp đặt nội vụ vệ sinh, treo quần áo, và đặc biệt là sẽ có những cái công việc so với ở nhà là có những quân nhân là sẽ không phải làm. Đấy, ví dụ như là tăng gia sản xuất, từng quân nhân một thì nêu cao được cái tình đồng chí trong cái thực hiện nhiệm vụ, cùng bước qua các cái mọi cái khó khăn gian khổ. Cuộc sống trong quân ngũ không khô khan như nhiều người vẫn nghĩ. Sau những giờ học tập rèn luyện, những người lính lại được hóa thân thành những người nông dân say sưa trên đồng ruộng như thế này, hay cùng nhau chìm đắm trong những ca khúc yêu thích. Trên thao trường, họ có thể là những người lính nguyên tắc, quyết đoán, kiên cường, bất khuất. Nhưng trong cuộc sống thì họ cũng rất lãng mạn, có một trái tim tình yêu mãnh liệt. Vâng, thưa quý vị, qua những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy môi trường quân ngũ hiện đại vẫn nghiêm khắc nhưng không hề khô khan, nơi mà những người lính trẻ vẫn không quản ngại gian khổ, vươn lên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Và thưa quý vị, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.